Sáng nay, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ hai cá thể gấu ngựa từ một hộ nuôi nhốt tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Hai cá thể gấu này được một hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thưởng ở phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên nuôi từ khi còn nhỏ. Đến nay, sau 30 năm, hai chú gấu đã nặng gần 300 kg. Do điều kiện chăn nuôi không đảm bảo, nên cá thể gấu này ở trong tình trạng dinh dưỡng không cân bằng, sức khỏe không đảm bảo. Sau khi được cán bộ Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc, Tổ chức Động vật Châu Á tuyên truyền, vận động, gia đình đã tự nguyện bàn giao hai cá thể gấu cho cơ quan chức năng. Năm nào chúng tôi cũng kiểm tra và nắm bắt tình hình, theo dõi cái hoạt động về nuôi, thì cũng được sự quan tâm của lãnh đạo các đồng chí và ở chính quyền địa phương, thì chúng tôi cũng đã thường xuyên vận động, nhắc nhở gia đình, tức là quản lý gây nuôi theo đúng quy định của nhà nước. Bây giờ thực hiện cái thông tư 29 của chính phủ thì chúng tôi cũng đã vận động gia đình, tức là cũng tự nguyện giao nộp cái hai cá thể gấu này về cái Trung tâm Cứu hộ Gấu của Việt Nam trong Vườn Quốc gia Tam Đảo. Thì theo chúng tôi, chúng tôi lời khuyên là nếu mà những hộ gia đình mà đang nuôi những cá thể gấu là động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm như thế này thì theo tôi chúng ta cũng nên có cái xem xét nên chuyển, một là về tự nhiên, hai là chuyển các cái trung tâm cứu hộ để họ những cái có những cái phương án lâu dài ấy, thì đưa những cá thể gấu, cá thể động vật hoang dã về trả lại tự nhiên, thì từ đó cho chúng ta có thể là bảo vệ cái loại động vật hoang dã quý hiếm được. Trước khi vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, hai cá thể gấu này đã được các bác sĩ thú y tiến hành thăm khám thú y, siêu âm cơ quan nội tạng và lấy mẫu máu đưa về phân tích. Sau cứu hộ, hai cá thể gấu này sẽ trải qua 45 ngày cách ly, được chữa trị các bệnh, thương tổn trước khi được ghép nhóm và hòa nhập tại các khu bán tự nhiên của trung tâm.